Đồng bằng sông Cửu Long luôn có tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mặt bằng chung của cả nước từ 1,3 đến 1,5 lần. Cùng với đó, hạ tầng cũng liên tục được đầu tư mạnh mẽ. Chính vì thế, tại diễn đàn triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức đã đề ra mục tiêu tìm kiếm các giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn nữa về thúc đẩy phát triển hạ tầng, tính minh bạch về pháp lý của dự án, tạo động lực phát triển kinh tế bứt phá trong giai đoạn mới. Tại diễn đàn, giới chức quản lý và các chuyên gia đã đưa ra những phân tích chuyên sâu, những nhận định đa chiều, đánh giá khách quan về toàn cảnh bức tranh kinh tế khu vực này, góp phần kết nối đô thị và giao thương trên phạm vi rộng, đồng thời đưa ra những sáng kiến đóng góp vào những chính sách điều hành của chính phủ để hoàn thiện xây dựng hệ thống hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch phát triển đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế bứt phá cho đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Mục tiêu hướng tới là đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 78 NQCP của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Được biết, Chính phủ đang có những động thái đánh thức tiềm năng khu vực này bằng việc đầu tư hạ tầng, phát triển cầu, đường cao tốc, kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và kết nối đồng bằng sông Cửu Long, nâng cấp các đô thị hiện hữu.